có những quyết định gì trong trong tương lai sắp tới của tôi sẽ đọc các bài viết này. Mbappe đã trở thành thủ lĩnh và làm được điều mà Lionel Messi và Neymar không thể tại PSG. Khi này, Mbappe has become a leader and don't what Lionel Messi and Neymar could not at PSG. Và có lẽ Mbappe đưa ra quyết định được là khi ở lại PSG vì Real cũng không để vô địch Champions League với các trận đấu La Liga ở mùa giải 2022-2023. Perhaps Mbappe made the right decision to stay at PSG because Real Madrid cannot win the Champions League only but La Liga in the 2022-23 season. Hiện tại PSG đang tiến vào bán kết lần đầu tiên kể từ mùa giải 19-20. Currently, PSG entering the semi-final for the first time since 1920. Trong khi đội đó, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận tứ kết lượt về nếu vượt qua nhà đương kim vô địch Manchester City. Currently, PSG entering the semi-final for the first time since the 1920 season. Meanwhile, the Spanish capital will face many difficulties in the quarterfinals of second leg to overcome the defending champion Manchester City. Thành công của đội chủ sân Paris nhờ vào rất nhiều công sức của Mbappe. The successful of the home team as part present thanks a lot to effort to Mbappe. Người đã ghi một cú 3 thắng để có mặt thế giới chung cuộc 6-4 sau các hai trận. Who scored a bird goal as well? 6-4 final victory after 2 matches. Mbappe đã nhận được tất cả mọi thứ tại PSG và giúp câu lạc bộ thở thơ ấu của mình vào bán kết Champions League mà không có Neymar hoặc Messi. Mbappe got everything PSG had in body club semi-final of Champions League with the Neymar and Messi. Không biết đội bóng nước Pháp có giành được chức vô địch Champions League hay không, nhưng có lẽ sự được Mbappe tại PSG thực sự đã trọn vẹn và anh sẵn sàng từ thế Real Madrid để tiếp tục sự nghiệp về Pháp của mình. It on now whether Fantin win the Champions League this day or not, but perhaps Mbappe career at PSG truly complete and he ready to move to Real Madrid continuing his